Tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Diễn đàn hợp tác kinh tế Ấn Độ Horacex 2022 đã tổ chức các phiên đối thoại song song và các phiên họp toàn thể. Các chủ đề được thảo luận tại diễn đàn sẽ mở ra định hướng phát triển kinh tế của các nước trong khu vực châu Á và tại Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội kết nối, hợp tác xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư của tỉnh Bình Dương. Trong phiên thảo luận về động lực phát triển của Việt Nam, các chuyên gia kinh tế đã gửi đến hội nghị nhiều thông tin quan trọng xoay quanh các lợi thế của Việt Nam trong xu hướng phát triển bền vững. Phiên thảo luận có sự góp mặt của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Mai Hùng Dũng. Các chuyên gia đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam nói chung, Bình Dương nói riêng trong giai đoạn mở cửa sau đại dịch Covid-19, nền kinh tế đã phát triển mạnh mẽ, tạo được dấu ấn với các nhà đầu tư. Theo các chuyên gia, để nền kinh tế nước ta tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo, những vấn đề cơ bản đặt ra là ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, tái cấu trúc, cải cách cơ cấu hệ thống tài chính, doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công, hội nhập quốc tế, chuyển đổi chiến lược thu hút FDI gắn với dịch chuyển chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, đổi mới sáng tạo, chiến lược tận dụng các mạng công nghệ 4.0, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh. Những vấn đề liên quan các nội dung khởi nghiệp, việc đầu tư quỹ đất, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao vấn đề về tài chính về dòng vốn cũng được các nhà đầu tư quan tâm các chuyên gia cho rằng việt nam và ấn độ có rất nhiều tiềm năng trong mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực kinh tế tuần hoàn công nghệ số dược phẩm